Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn một cái phôi mai mới và một số cái phôi mai cũ ha bạn ha. Đầu tiên là mã phôi mai mới là mã E1. Một cái phôi hoành ngang trên cục U đó là 43. Còn cái hoành thân của nó thì tầm khoảng 30 các bạn ơi. Hoành thân của nó thì tầm khoảng 30 thôi. Bỏ rễ tréo nhìn cũng lạ các bạn. Chỗ này là do cái ngày xưa là một cái thân của nó bị tử nữa bạn. Nó bị tử xong rồi nó lủa luôn ha. Ôm da lại luôn. Giống như con thú ha. Hoành trên thân nó tầm khoảng 30 thôi. Chiều cao thì từ cổ đế lên đến đầu mặt cắt trên nó là 45. Lưng nó khá là đẹp ha bạn ha. Nhường thú nha. Mai rừng Phú Yên nha các bạn nha. Hoành 4 hoành u của nó là 43. Hoành thân của nó thì 30. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 350.000 cộng phí ship ha. 350.000 cộng phí ship. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Rồi tiếp theo là một cái phôi của ngày 12. Một cái phôi mai mã D2, hoành ngang cổ đế của nó là 38. Hoành ngang cổ đế 38. Chiều cao từ cổ đế lên đến đầu mặt cắt trên của nó là 61. Cây này rễ xòe đều. Phôi này rễ xòe đều nha các bạn nha. Phôi này giao lưu anh em mình với giá ngày hôm nay là còn lại là 350.000 cộng phí ship ha. 350.000 cộng phí ship. Giảm 100.000. Những cái phôi cũ thì ngày hôm nay là em đồng giá là giảm 100.000 một phôi ha. Đối với những cái phôi mà giá nó thấp quá thì anh em mua có mua thì mua giúp hai phôi. Thì em giảm em vận chuyển nó dễ ha. Chứ nó rẻ quá thì em bán một phôi mà tiền thu hộ nó thấp quá thì tội nghiệp ha. BC1 hoành 40. Hoành ngang cổ đế của nó là 40, chiều cao là 3, chiều cao là 52. Chiều cao 52. Phôi này ngày hôm nay thì giao lưu anh chị em mình với giá còn lại là 200.000. 200.000 ha bạn ha. Rất là rẻ luôn. 300 mà giảm hết 100 còn lại là 300. Còn lại 200. Rất rẻ. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Rồi đến với mã tiếp theo là mã BC2. Một cái phôi hoành ngang cổ đế của nó là 38. Chiều cao của nó là 55. 38 chiều cao 55. Phôi này ngày hôm nay sau giảm giá còn lại là 250.000 ha bạn ha. 250.000. Rất chi mềm. Anh em nào yêu thì liên hệ ha. Gạt đá nha bạn nha, cấn đá. 250.000. Phôi này ngày hôm nay còn lại là 250.000, giảm 100.000. Phôi. BC5 hoành 37, chiều cao từ cổ đế lên đến đầu mặt cắt trên nó là 47. Phôi này ngày hôm nay giao lưu anh chị em mình với giá là 150.000, sau giảm giá còn lại là 150.000 các bạn ha. Quá trời rẻ luôn. 150.000. Phôi này anh em lấy thì cộng thêm một phôi nữa nha. Chứ rẻ quá, em một phôi thì em không có chuyển được nha. Anh em thông cảm. Hoành 37, chiều cao 47. Sau giảm giá còn lại là 150.000. BC6
hoành ngang cổ đế của nó là 42, chiều cao là 60. Phôi này ngày hôm nay giao lưu anh chị em mình với giá là sao giảm giá là 400.000. Anh chị em nào yêu chuộng những cái phôi mà giảm giá thì liên hệ ha. Hoành 42, chiều cao 60, sao giảm giá còn lại là 400.000 ha bạn ha. Bữa nay là em bán hàng xả không xả miết luôn. Và tiếp theo là còn lại 4 phôi của ngày 11 tháng 6. Những cái phôi này thì ngày hôm nay cũng giảm giá là 100.000 mỗi phôi luôn, 100.000 một phôi nha các bạn nha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Một cái phôi hoành 34, chiều cao 50, một chỗ một cái thân nó bị vọng xuống ngang cái nắp. Phôi này sao giảm giá còn lại là 250.000. Phôi này gì chứ các bạn, cắt xuống chút nữa rồi vô chậu là rất đẹp nha, vô chậu là rất lịch lãm luôn. Còn 4 phôi, phôi C2, C4, C5 và C6. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. C2, C4, C5 và C6. Có phôi rất là kỳ hồn nữa các bạn ơi. Phôi hoành ngang chỗ bú của nó là 40, chiều cao 70. Sao giảm giá ngày hôm nay nó còn 300.000. Phôi này nó hì hồn nha, bú cục cục luôn ha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. Sao giảm giá còn lại là 300.000, hoành 40, chiều cao 70. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha, bú cục cục nha. Đặc sản của Phú Yên các bạn, đặc sản của Mai Rừng Phú Yên, đặc sản của Mai Rừng Phú Yên. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Rồi, chân ái chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.